Thì đã có Hope Việt Nam sẽ hỗ trợ cộng đồng các nhà sáng tạo, những tài năng trẻ phát triển một cách chuyên nghiệp nhằm nâng cao chất lượng nội dung, tận dụng những kiến thức chuyên ngành và công nghệ để giới thiệu đến người xem những video với nội dung phù hợp nhất cũng như mang lại.